John nhặt một viên đá và ném vào toa tàu bỏ hoang. Martin ở trên nhanh chóng nằm xuống. Đối mặt với sự tấn công dữ dội từ John, Martin chỉ có thể chịu thua. Cậu bé nhảy xuống toa tàu, nhưng không may đã bị đau chân. John tiến lên và giúp Martin đứng dậy. Tuy nhiên, điều này chỉ là một trò đùa của Martin thôi. Hai người dựa vào việc trêu chọc nhau để giải trí. Lúc này, biểu cảm của Martin trở nên đột ngột nghiêm túc. Anh ấy nói với John rằng sau lưng có một con cáo. Anh nghĩ mình bị lừa, nhất định không quay đầu nhìn. Sau đó, hai người lại mở rộng lưới sắt đến mỏ đá. Ở đây, họ thích thú phá hủy các ống sắt bị rỉ, cho đến khi một chiếc xe tải lao tới, làm hai người sợ đến mức chạy mất dép. Hai anh em chạy như điên cuồng, trốn vào một bãi cát trống trải. John ngồi không yên, đưa hai chân vào trong bùn. Cậu ta vừa đùa với Martin, vừa để cho cơ thể chìm xuống, cho đến khi không thể di chuyển chân được nữa, anh ta mới cảm thấy có vấn đề. Anh ta nói với Martin rằng anh bị kẹt, yêu cầu đối phương nhanh chóng kéo anh ra. Nhưng đối với Martin, điều này chỉ là một trò đùa của John. Anh chỉ có thể cố gắng di chuyển cơ thể mình. May mắn là độ sâu mà nó rơi vào trong phạm vi có thể kiểm soát được. Không mất bao lâu, cậu ta đã bò ra khỏi bùn lầy. Lúc đó Martin mới nhận ra đối phương không hề đùa giỡn, sau đó đi giúp anh ta tìm giày. Tuy nhiên, John lại chơi khăm cậu ta.